Chào anh em, thì đây là một cái xe copy. Khách vừa mới biến một cái tay thắng thành một cái móc treo đồ. Rồi, nó cong xuống tới cỡ này luôn rồi nè. Không phải là chỉ riêng cái tình trạng của xe khách này mà Vinh thấy ở ngoài đường cũng khá là nhiều những cái xe cô chú anh chị nè. Những người anh em hay sử dụng những cái xe mà bị cong cái tay thắng như vậy luôn, thì ai mà đang bị cái tay giống vậy thì vô đây comment coi là xài nó có bị khó chịu không nha. Thôi nhìn thôi là Vinh đã thấy nó khó chịu rồi, thiệt chứ đừng có nói tới bóp. Những cái mà khó chịu như vậy mà nó còn nằm ở cái vị trí thắng nữa thì nó rất là mất an toàn nha. Đâu phải lúc nào mình đi trên đường thì nó cũng ngày hôm nay như ngày hôm kia đâu. Sẽ có những cái lúc mà chúng ta phải xử lý những cái tình huống gấp nè, cần phải thắng gấp nè, rồi này kia. Đối với những cái tay thắng như vậy thì chắc chắn là cái độ vướng của cái tay mình nó sẽ phải dài hơn. Rồi bóp thắng rồi nhiều lúc nó sẽ không ăn hay là nó trơn, nó trượt gì đó thì có phải mất an toàn cho bản thân của mình không? Cho nên là theo ý kiến cá nhân của mình, khi mà những cái tay thắng của mình nó bị cong như thế này rồi á, đừng cố sử dụng nó mọi người. Nó không có ngon, rồi nó cũng không có đẹp, nó gây mất thẩm mỹ mà nó còn gây mất an toàn cho bản thân của mình nữa. Trong khi một cái tay thắng để thay thế có 150k, hàng chính hãng của Honda trong bọc vậy luôn, chỉ có tốn có 150k đó cho cái xe của mình, nó thẳng thớm lại nè, nó dễ bóp hơn, nhìn vô cái đầu xe của mình nó cũng sẽ đẹp và nó thẩm mỹ hơn. Và mẫu tay thắng này sẽ là tay thắng zin của chính hãng Honda nha. Đây có tem mát đầy đủ để cho mọi người xem luôn. Giờ Vinh xin phép anh em Vinh xé cái tay thắng này ra nha, xé cái bọc ra nè. Đó thì cái tay thắng của nó sẽ là cái tay thắng màu đen. Thì cái vơ màu đen này nó sẽ dùng chung cho cái dòng xe là Scoopy nè và AB. Bên mình còn có tay thắng màu bạc luôn, dành cho những cái dòng xe Vario chẳng hạn. Đó thì anh em nào mà cần thay thế tay thắng có thể ghé bên mình. Từ tay thắng zin cho tới tay thắng đồ chơi của hiệu Racing Boy thì bên mình cũng có đầy đủ hết. Cuối clip đi, mình lấy cái tay thắng Racing Boy ra cho anh em xem. Giờ thì Vinh sẽ gắn tay thắng lại trên xe copy này, trả lại cái vẻ đẹp trai cho cái xe này nha. Mời anh em. Anh em coi tay zin nè, có giống cái đồ móc đồ phải không? Rồi hai tay mới xong thẳng thớm lại, nhìn cái xe nó cũng đẹp trai hơn, bóp nó cũng thoải mái hơn, dễ dàng thao tác hơn cho cái xe của mình nè. Tất nhiên là đối với lại tay thắng zin này, giá 150k bên mình cũng sẽ là miễn phí công lắp đặt cho anh em, tặng kèm 4 bước chăm sóc xe miễn phí, trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Thì lúc nãy Vinh có hứa sẽ cho anh em coi cái tay thắng Racing Boy. Thì đối với lại tay thắng Racing Boy đây, một cặp của nó như thế này, sẽ có mã dành cho Exeter nè, SH nè, AB rồi và Vario, nhiều màu lắm để cho mình lựa chọn. Thì đối với lại tay thắng này chắc chắn thì ngoài cái vẻ đẹp của nó nè, rồi lắp như zin nè, thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái núm tăng chỉnh cánh bông ở đây nữa, là để mình có thể thay đổi được cái độ xa gần của cái tay thắng. Thì đối với lại những cái anh em nào mà chúng ta muốn thay tay thắng vì những cái lý do, ví dụ như là ngoài cái việc mà nó phải đẹp hơn zin, ngoài cái là nó phải có nhiều màu sắc hơn zin, thì muốn có thêm hiệu năng thì mẫu này là một cái lựa chọn cho anh em nha. Với lại tay thắng Racing Boy giá của nó sẽ là 500k một cặp nha. Anh em cần mẫu tay thắng nào thì ghé qua bên mình. Chào, hẹn gặp lại anh em.